Ok, xin chào anh em nha. Hôm nay như mấy cái video trước khi mà mình test cái cây Benjamin Marauder Pistol này thì mình có nói là nó có thể thay cành được từ 5.5 xuống 4.5, và cành 4.5 là của thằng Lotha. Thì hôm nay mình sẽ làm cái video. Đây, mình có mua một cái cành của thằng Crossman 1720T với lại một cái tay đẩy quy. Đó, là mình sẽ mình về mình phải làm lại cái tay đẩy này. Cành thì không sao, đúc vô quy vẫn vừa. Nói chung là nó hơi lỏng chút xíu nhưng mà vẫn ok. Tại vì cái cành din của thằng Marauder là phi 11.1. Còn cái cành của thằng Lotha đó, của cành din của cây 1720T đó, là nó phi đúng 11. Nó hơi nhỏ hơn thằng này chút xíu. Thì khi đúc vô thì nó chỉ hơi lỏng chút xíu thôi nhưng mà vẫn xài rất là ổn. Còn cái tay đẩy á, thì đây, anh em nhìn thấy nè. Khi mà mình đặt hai cái đều nhau nè, thì cái lỗ mà để dặn con ốc mà để kéo cái búa đó, đây cái thằng rin là thằng bên tay phải nè, nó cao hơn thằng này. Bởi vậy nên khi mà mình mua về thì khi mà mình đúc vô thì vẫn vừa, nhưng mà có một cái là con ốc đó khi mà đẩy vô hết rồi, con ốc mà để kéo búa đó là nó vẫn còn nằm ngoài đây mà nó không lên tới trên đây, vậy thì mình không gặt ra được. Khi mình bắn á, là nó sẽ đánh cái tay đẩy giật về đằng sau, nó sẽ bị tuồn hơi ra. Bởi vậy nên bây giờ mình chế. Đây, anh em thấy nè, mình khoan một cái lỗ ở trên bằng với lại cái lỗ của con tay đẩy rin. Anh em thấy không? Nè, khoan bằng, hai cái bằng nhau nhưng mà lỗ nó nhỏ hơn. Tại vì á, là nếu mà lỗ nó to bằng nhau á, thì thằng này nó sẽ lắng qua tới dưới cái lỗ cũ. Nên mình quyết định là mình khoan cái lỗ nhỏ hơn, cái lỗ 3 ly. Mình dặn con ốc 3 ly vô. Đây là con ốc của nó nè. Thì con này là cũng là con ốc rin của cái thằng lỗ này. Nhưng mà mình đúc vô mới tiện, mình tiện nó nhỏ xuống. Rồi mình đi răng lại cho ốc 3 ly. Đó, cái này thì mình taro, mình làm một cái lỗ 3 ly vừa với con ốc này. Thì khi mà mình làm vậy xong thì bây giờ là đã gắn vô được. Ok, ổn rồi. Đây anh em thấy nè, với lại cái thằng này là nó xài xin ở trong tay đẩy nè. Thấy không? Nó xài xin dính liền tay đẩy. Còn thằng này thì nó lại xài xin âm trong, biết anh em thấy được không? Đây, nó xài xin âm trong cành. Hai cành nó thiết kế giống nhau. Cái cành Lotha thì nó hơi nhỏ hơn thằng này chút. Này nè, y chang. Đây mình cho anh em xem thân tiếng nha. Này là cành 5.5 nè, cành rin của thằng Marauder Pistol nè. Xong mở quá ta. Hơi giờ nha nè, tại bữa giờ mình bắn mình chưa vệ sinh nha. Đó. Còn đây là cành rin của cây 1720, là cành của Lotha nè. 12 khương tiếng nha. 4.5. Lotha thì khương tiếng nó đẹp khỏi chơi rồi. Đó, thấy không? Đó. Ok, bây giờ mình sẽ gắn cái cành 4.5 này vô trong cây Marauder Pistol. Đây, rồi mình đi test thử coi là ổn bao nhiêu mét nha anh em. Giờ mình sẽ hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And lên đạn nè, tay khó xả đạn quá.
Đã nè. Ok, bây giờ mình sẽ dẹp cái này. Ok, bây giờ mình sẽ đi test nha anh em. Thì mình cũng có làm 3 cái cục, chỉ 2 cục thôi. 2 cục mà đẩy giãn khí từ bình lên nòng á. Mình làm 2 cục, một cục là 1 ly, một cục 1 ly rưỡi. Với cục hiện giờ trong đây là 2 ly, là cục riêng của nó. Còn đây, đây là cái cục. Đây. Đây mình có 2 cục, mình làm 2 cục nè. Cục này là cục 1 ly nè. Đây cục này là 1 ly rưỡi nè. Với cái cục riêng nằm trong cái cổ hiện giờ là 2 ly. Mình sẽ test thử luôn 3 cục. Thì hồi nãy mình có test FPS rồi. Mình có test FPS rồi. Xem lại. Đây nè. Cái lỗ riêng của nó, cái lỗ mà 2 ly á, thì đối với kẹo JSB mà Heavy á, mà 10.3 gram á, thì FPS của nó là 782. Còn thằng Crossman Dome mà 10.5 gram á, thì là 767. Còn thằng Crossman mà Premier Toy 7.4 gram á, thì là 860 FPS. Còn thằng Crossman Holopoy á, là 840 FPS. Thằng Holopoy á, mình nhớ không làm, hình như là nó là 8.3 hay 8.5 gram gì đó. Còn dưới cái lỗ 1 ly á, thì thằng JSB Heavy được 458 FPS, của nó thấp. Nhưng mà mình bắn được nhiều viên hơn. Một bình này mình có thể bắn được tới 70 viên nha. Với cái lỗ 1 ly. Còn thằng Crossman Dome mà 10.5 gram thì là 438 FPS. Còn thằng Crossman Toy á, 7.4 gram là 504 FPS. Còn thằng Crossman Holopoy là 488 FPS. Còn đối với lỗ 1 ly rưỡi á, thì thằng JSP Heavy là 671 FPS. Thằng Crossman Dome 10.5 gram là 653 FPS. Còn thằng Crossman Toy 7.4 gram là 736 FPS. Còn thằng Crossman Holopoy 8.5 gram là 729 FPS. Ok. Thì nói chung là nếu như mà anh em muốn mạnh thì mình xài lỗ rin, hoặc là mình có thể làm cái cục khác lỗ to hơn, nó cũng mạnh hơn nữa. Còn nếu mà anh em mà muốn xài cái lỗ nhỏ hơn để tiết kiệm hơi, bắn được nhiều viên. Nói chung là nếu mà anh em mà săn sẻ thì xài lỗ 1 ly là cũng ok rồi. Nếu mà xài kẹo nhẹ thì FPS nó đạt 500. Thì nói chung là từ 30 do đủ lại mình nghĩ là sẽ ổn. Đối với cái FPS đó, mà nếu mà bắn sẻ thì tầm hai mấy 30 mét thì vẫn có thể lầm sẻ được. Ok, chào anh em nha. Bây giờ mình sẽ đi tới bãi test rồi mình sẽ quay cho anh em xem. Hẹn gặp lại anh em nha. Bye bye.